Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mấy bữa giờ mình đem ghe vô cửa mình nghỉ, cá nó thưa thớt quá. Thì bây giờ mình lại tiếp tục lại đi câu. Thì cũng xin cô chú anh chị và các bạn đón xem và ủng hộ đăng ký kênh. Dạ xin cảm ơn nhiều. Giờ chạy cho qua mọi người ơi. Đây 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 đây. Quá ăn đủ lửa đủ lửa à. Rồi, bò có cho qua có. Chưa thấy con ếch căng nào hết mà. Còn u lại nhẩm sẫm nước mà nó nở. Vậy kiếm tiền dầu. Mong cô chú và anh chị các bạn ủng hộ nha. Sáng giờ em câu cá căng không có, thưa thớt quá không có gì hết rồi. Rồi thấy cá bò nó qua nó nở em chạy kiếm tiền dầu. Cô chú anh chị và các bạn có xem video này ủng hộ kênh Cuộc Sống Nghề Câu anh em mình nha mọi người ơi. Đủ lửa luôn, bự lớn luôn mọi người ơi, ủng hộ cho anh em mọi người. Đây em chạy cá ba cá bò đây mọi người ơi, ủng hộ kênh em Cuộc Sống Nghề Câu mọi người ơi, đủ lửa luôn.
là nó vậy đó, nó theo mía nó ăn mà. Thấy thấy lu bù ở đây thấy chưa? À, làm cách dây luôn nè. Thank you.
là do tàu ông im lén á. Ba con cá đây có gió xẹt xẹt à, nó mới ăn dày lận. Còn mà ổng mà đúng lại, ổng không im lén lại là nó chậm ăn bớt nha mọi người. À, dòng cá đây nó vậy á, tàu mà im lén đi lần nó nổ cái mí vậy mà nó cũng ít ăn á. Mà tàu mà có gió xẹt á là nó ăn đủ lưỡi đủ lưỡi, anh ăn ngon không? Cá nó hết ăn rồi nha mọi người, giờ mình neo lại mình câu cá căng lại. Nó sáng giờ chạy được nhiêu đây, chắc cũng được mười mấy ký nha mọi người. Đây cũng được hai phần thùng cá đây à, cỡ mười mấy ký á, cá quá tươi luôn. Cỡ mười mấy ký vậy. Đây cá bò nè. Đây cá lồ ồ nè. Cá qua lép nhỏ. Đó nó khác hết á. Đây cá ồ. Nó khác nhau hết á. Cá căng đầu tiên nha mọi người. Sáng giờ lo chạy cá bò, cá trù, cá qua. Giờ nãy giờ neo câu được hai con cá căng đầu tiên nha mọi người.
một con trăng lớn nha mọi người. Chú cái lò lớn, lò về ăn á. Bây giờ cũng đã trưa rồi, giờ vô vớt thúng vô, vô bán cá cho kịp chợ. Giờ kéo con cá này lên nữa, chạy vô. À, bữa nay câu được nhiêu đây? Đó, ở trên có mấy con cá căng à, còn dưới là cá bò, cá qua. Rồi sáng chạy câu á, ghé lại con chập cũng được mớ cá căng, được vài ký. Đó. Rồi cảm ơn cô chú và các bạn đã theo dõi nha. Video mình tới đây đã kết thúc rồi. Hẹn cô chú và các bạn video sau. Tạm biệt.